Đây là một cái nghề kiếm tiền của anh Vừa. Bây giờ thì không làm được việc nặng, chỉ ở nhà. Cho nên mua luôn tao. Chi bùa. Cả một khư mua là. Ây da. Ủa hắn tao nung mà tao y lu. Bên nung tao y lu. Ây da. Anh em mình đang có mặt ở nhà của anh chủ đất để thông báo cho anh những cái tin mới. Nhà đấy nhà chị tao lo này. Hôm nay thì mẹ của anh Vừa cũng đã ra viện rồi. Và trong các video trước thì Tào Gia Mạch cũng tiếp tục nhận được. Vâng. Tiếp tục nhận được là những cái số tiền của các nhà hảo tâm gửi về cho gia đình của anh Vừa. Trong đó thì có thêm cô Jenny Hoàng và chú Jimmy Nguyễn gửi là 200 đô. Thì đổi ra là được 4.670.000. Và 50 đô là ủng hộ cho Tam Giác Mạch. Ngoài ra thì đến hôm nay vào đây mới thấy là anh Vừa bây giờ thì không làm được việc nặng, chỉ ở nhà dùng cây gỗ này để đục đẽo, rồi là nó như một cái nghề thủ công ấy, làm giường bán. Cái này là ít chỉ trầu được cho nhà, ít chỉ trầu này. Ít chỉ ó là ít chỉ gì. Một cái giường như thế này là làm 3 ngày. Một mình làm 3 ngày. Sử dụng gỗ này rồi là tất cả những cái mà mình có thì sẽ mang ra chợ và bán được 500.000 mọi người ạ. Đây là một cái nghề kiếm tiền của anh Mua là tự làm thôi. Giường cũng rất là đẹp. Hôm nay thì bên cạnh cái việc khởi công nhà của chị gái Lê Minh Xá thì anh em mình cũng sẽ đến chia sẻ một chút về cuộc sống cũng như là thông báo cho anh Vừa được biết. Và ngoài ra thì có thêm một cô nữa cũng là gửi tiền về ủng hộ gia đình anh Vừa là 500 đô, tuy nhiên thì hiện tại tiền chưa đến. Ngoài ra cũng có rất là nhiều tin vui khác, ví dụ như là đến thời điểm hiện tại thì vợ của em Amua đã ra viện rồi và em bé rất là khỏe, hơn 3 cân mọi người ạ. Khi mà chào đời là bé nặng hơn 3 cân rồi. Chúng tôi sẽ gặp cụ thể em Mua để tâm sự một chút. Đẹp phết đấy nhỉ. Cho nên tông á chị? Cho tông hậu tên này chứ. Mẹ thì cũng vừa mới ra viện, đỡ hơn một chút thì mới được ra viện. Hả? Tiền rồi. Lo tí lo hay tí lo mua nành pha nhỉ, mỗi tủ pha là lo chợ, lo chợ chầu. Mà sợ sẽ như có đấy gì mà không nói. Mày tủ pha lo chợ chầu ít từ tí lo. Ừ, giờ ít từ tí lo cùng nhà lo. Thế cho sang được tí lo, có xe không. Anh Vừa cũng vừa gửi một lời cảm ơn tới bác Jimmy Nguyễn cũng như là Jenny Hoàng về cái số tiền mà bác gửi cho gia đình của anh Vừa.
nét đi chứ. Dùng hết nữa. Ủa, sao dùng hết? Rồi, cũng dùng gỗ đóng thế này, không dùng đinh đâu mọi người, toàn dùng cây thôi. Ở ngoài thị trường thì có rất là nhiều cái mẫu giường là nó đẹp, nó tiện, nó xịn, nó hoa văn các thứ. Tuy nhiên thì cái này có lẽ là sẽ bán lại cho nhìn mà mông rua sữa gì nhá. À. Nó nhìn này, mông rua sữa. Cho nên là mông rua sữa. Cho nên là qua mùa mà cho chỉ mua xe không đâu mà này chú cho nên là sao chứ? Dạ, nì sư. Là chú cho là uống rong mà cho kiểu mà cho mong chỉ mua xe đâu mà này chú cho sao chứ? Dạ. Một cái giường bình thường như cái này 1m2 với 1m8 thì ở ngoài thị trường bán giường tiện ấy nó đã rơi vào là hơn triệu rồi. Tuy nhiên là đối với những gia đình mà có điều kiện kinh tế khó khăn hơn một chút và không đủ tiền để mua cái giường đắt thì chắc chắn những cái giường mà tự đóng như thế này sẽ là cái sự lựa chọn là phù hợp với túi tiền, mà giường cũng bào rất là nhẵn, rất là đẹp. Ngày xưa khi mà chưa có máy móc thì chắc chắn là vẫn sẽ dùng bộ đục như thế này thôi. Đấy. Ôi, chị cho lo liếc đấy. Kia. Ở đây có nhiều dao kéo này, nhiều thứ này. Dạ. Cái này phải khéo tay mới làm được đấy. Ít xuống mua tàu cổ lút chứ tàu. Chỉ cho xem ua thế là xem ua mà mua tàu. Cả mùa lợi vô mà. Lợi vô thế. Ít. À, đi cắt cỏ về đúng không? Được. Thế nên là để ít thôi, để nhiều là vất vả lắm. Đo tủ chứ, tê tủ chứ. Trong cái mà nó dạ có nhẹ thì tê tủ. Một cư giờ luôn mà lúc qua phư ạ.
xong bút chế rồi. Tỉ mỉ phết nhỉ. Làm này khom người cúi lưng hết, mỏi lưng hết đấy. Thank you.
lý chứ, chín mùa luôn ra dương rồi. Chín mùa. Ờ. Có đẻ nên này, có đẻ nên. Có đẻ nên là xanh lọt sao rồi con đi xem thì chỉ chịu qua lúc. Ờ. Lý mà tàu. Chị mùa lúc. Đấy. Có lý mà. Lớ, ô cha ua. Lớ chú mùa mà lớ mà ua. Ờ, lớ mà ua lớ đây. Ờ. Một cái giường 500.000 bán là sẽ gồm có hai cái thành giường này, với cả hai cái đầu và đuôi giường. Đấy, đấy là số tiền sẽ kiếm được khi mà làm mất 3 ngày đấy mọi người. Hôm nay quay trở lại vào đây để thông báo cái tin vui thì mới biết được là dù trong hoàn cảnh nào thì anh Vừa vẫn có cái gì làm riêng để tạo ra thu nhập. Như anh có tâm sự thì bây giờ nói chung là con cái đi học nữa thì cũng rất là khó khăn, và bệnh tật thì đeo bám rồi, cái đấy thì là một cái điều hiển nhiên rồi, không thể làm được việc nặng. Bà thì cũng suốt ngày đau ốm nữa, nói chung về gia cảnh thì nó rất là khó nói. Tuy nhiên thì cũng mừng bởi vì là bên những ngày nông nhàn như thế này mà anh có cái nghề như thế này để kiếm ra cái thu nhập, để có đồng ra đồng vào thì cũng thực sự rất là tuyệt đấy. Một bộ không giường. Nhưng mà chủ nhân là ca mù lốp. Lốp phanh, mù lốp phanh. Ở mù lốp phanh là? Lốp phanh lấy ruột à? Lốp phanh lấy ruột. Ờ, lốp. Thì do... Thì do mù diễm á? Thì do... Thường với những cái phiên chợ phiên ấy, phiên chợ phiên là những cái phiên chợ ở xã thì bà con sẽ tìm đến với những cái đồ như thế này. Còn nếu mà ở phiên chợ huyện thì chắc chắn rồi, họ sẽ rất là khó bán, rất là khó cạnh tranh với những cái cửa hàng to chuyên làm cái đồ nội thất như thế. Đồ nghề đầy đủ phết ấy. Mình mà làm cái mộc này mà không có nhà kiểu nhà riêng ấy, để làm ấy, thì là cái mùn bé bé nó bay dính hết vào giường. Cái này chắc là đứt tay nhiều người nên là phát minh ra cái này, nhưng mà nhồi rau vào là không bị đứt tay. Nó có cái cứ ở đấy. Anh thợ mộc ấy. Cái này là chúng ta là cái đồng ấy. Em chưa biết là cái này là cái gì nhá. Cái nào? Cái này. Cái nào? Đây là cái gì thì long? Đó. Đó là ua trong lúc này này. Của lúc ua mỏ này. Lúc văn này. À. Để kẹp à? Kẹp bên cộng đồng này. Lì gì nhỉ? Dòng. Kẹp này. Nó mới chắc được. Như cái để làm cái này nó như mới kìm thôi. Cái kìm này là kìm gỗ. Ủa lớp này mà nó tàu thằng này ua thôi ua tàu. Ờ, ừ. Nhà hẹp quá. Dựng nát hết rồi, cái cửa bình kinh khủng luôn. Nhìn ở đây nhìn thấy bầu trời luôn ạ. Cái khoản này từ thời cổ đại đấy ạ.
ติหลอยอหมูหมูมาเออเติมมันละวัวเจ๊ชื่อว่าตื้อจีเอ่อชอบแต่จีเตาอินเออสิให้เลียกันตูลองมาเฮาเออเนี่ยมาวัวอาจิมาหูแต่งเนาะอ๋อมุมุสุแต่งเนาะอือพอโซป่ะครับนี่ก็สุกินาซิกินาตอครับตาดูนะ สองนั่นนะจีจีไปมุจมุจามาหูแต่งเนาะอ๋อเออเออเยอะเนี่ยว่าได้จีมาหูแต่งมาทำรูปสักวืออยู่ๆ เดี๋ยว เอามาหัวตัวเลย